learningphrases.com More information in the video description. Nǐ hǎo. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Tải gia Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chỗ Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Hổ nòi mổ kiên. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Hổ cô hình dạng sách này, Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Rất sẵn kin. Hẹn gặp lại bạn sau. Hẹn gặp lại bạn sau. Hẹn gặp lại bạn sau. <laughs> Hẹn sớm gặp lại bạn. Hẹn sớm gặp lại bạn. Hẹn sớm gặp lại bạn. Zai <laughs> Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Thanh nhạt kín. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Tô trẻ Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Ngõ chung gì lệ. Tôi thích bạn. Tôi thích bạn. Tôi thích bạn. Này, hổ cảo siêu. Bạn thật hài hước. Bạn thật hài hước. Bạn thật hài hước. Nị hổ lan. Bạn thật thú vị. Bạn thật thú vị. Bạn thật thú vị. Nị hổ lan nữ. Bạn rất xinh đẹp. Bạn rất xinh đẹp. Bạn rất xinh đẹp. Nị hổ làng chảy. Bạn rất đẹp trai. Bạn rất đẹp trai. Bạn rất đẹp trai nệ ngồi ngõ ma, bạn yêu mến tôi chứ? bạn yêu mến tôi chứ? bạn yêu mến tôi chứ? ngõ hổ ngồi nệ, tôi yêu mến bạn nhiều lắm. Tôi yêu mến bạn nhiều lắm. Tôi yêu mến bạn nhiều lắm. Ngõ mm, ngồi nè. Tôi không yêu mến bạn chút nào. Tôi không yêu mến bạn chút nào. Tôi không yêu mến bạn chút nào. Ngõ hổ qua chuyện này. Tôi nhớ bạn nhiều lắm Tôi nhớ bạn nhiều lắm Tôi nhớ bạn nhiều lắm Pỉ ngọ lãm hà nệ Hãy cho phép tôi được ôm bạn nhé Hãy cho phép tôi được ôm bạn nhé? Hãy cho phép tôi được ôm bạn nhé. Nị kêu mất dễ mãn. Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? gì? Ngọ cô mãn hầy. Tên tôi là... Tên tôi là... Tên tôi là này hay pin quẩy? Bạn là ai vậy? Bạn là ai vậy? Bạn là ai vậy? Ngộ hay học sang? Tôi là học sinh. Tôi là học sinh. Tôi là học sinh ngó hay y công chót tôi làm việc tại bệnh viện tôi làm việc tại bệnh viện tôi làm việc tại bệnh viện nê hay pingo quok ca lê bạn đến từ nước nào bạn đến từ nước nào bạn đến từ nước nào? Ngộ hay tắc quọt dành. Tôi là người Đức. Tôi là người Đức. Tôi là người Đức. Ngộ hay say ban ngạ dành. Tôi là người Tây Ban Nha. Tôi là người Tây Ban Nha tôi là người tây ban nha ngõ hay mặc say có dành. tôi là người mexico tôi là người mexico tôi là người mexico ngõ hay pha quốc dành. tôi là người pháp Tôi là người Pháp. Tôi là người Pháp. Nãy kỷ đát Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Ngộ dạng thủy. Tôi 25 tuổi tôi hai mươi tuổi tôi hai mươi tuổi. Dì ca to điểm bây giờ là mấy giờ rồi bây giờ là mấy giờ rồi bây giờ là mấy giờ rồi. Dì ca hạ dầu xây điểm Bây giờ là 4 giờ chiều. Bây giờ là 4 giờ chiều. Bây giờ là 4 giờ chiều. Ngõ căn nhật mẫu thời gian. Hôm nay tôi không có thời gian để. Hôm nay tôi không có thời gian để. Hôm nay tôi không có thời gian để. Thinh nhật hay sang nhật. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Câm niệm ngọ, sợ hăng súc ngọ sang nhật. Năm nay, tôi không muốn tổ chức sinh nhật của mình. Năm nay, tôi không muốn tổ chức sinh nhật của mình. Năm nay, tôi không muốn tổ chức sinh nhật của mình. Sang nhật phai lọ. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc bạn sau một vui vẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Chúc bạn dắt lộ xuân phong Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Câm dạt hay cẩu duyệt cẩu hồ. Hôm nay là ngày 9 tháng 9. Hôm nay là ngày 9 tháng 9. Hôm nay là ngày 9 tháng 9. Câm nhật sinh kỳ kể. Hôm nay là ngày thứ mấy? Hôm nay là ngày thứ mấy? Hôm nay là ngày thứ mấy? Câm dạch hay sinh kỳ gì? Hôm nay là thứ ba. Hôm nay là thứ ba. Hôm nay là thứ ba. Ngõ câm dạch hổ mòn. Hôm nay tôi rất bận hôm nay tôi rất bận hôm nay tôi rất bận hôm nay bạn đã làm được những gì rồi hôm nay bạn đã làm được những gì rồi hôm nay bạn đã làm được những gì rồi Thình nhạt sinh kỳ sao ngày mai là thứ tư ngày mai là thứ tư ngày mai là thứ tư nể thinh nhạt châu mắt bạn sẽ làm những gì vào ngày mai bạn sẽ làm những gì vào ngày mai? Bạn sẽ làm những gì vào ngày mai? Thanh nhạc nảy sáng trầu mắt. Bạn muốn làm những gì vào ngày mai? Bạn muốn làm những gì vào ngày mai? Bạn muốn làm những gì vào ngày mai? Nghe ngày, tôi muốn gặp bố mình vào ngày mai. Tôi muốn gặp bố mình vào ngày mai. Tôi muốn gặp bố mình vào ngày mai mắt Hôm qua, bạn đã làm những gì? Hôm qua, bạn đã làm những gì? Hôm qua, bạn đã làm những gì? Nị hỏi gì có màn đi mà. Bạn có thể nói chậm lại một chút được không? Bạn có thể nói chậm lại một chút được không? Bạn có thể nói chậm lại một chút được không? Nè, có mà? bạn có thể nhắc lại câu đó được không? Bạn có thể nhắc lại câu đó được không? Bạn có thể nhắc lại câu đó được không? Bạn có thể nói lại điều đó được không? Bạn có thể nói lại điều đó được không? Bạn có thể nói lại điều đó được không? Nãy họ gì sẽ tay khởi ma? Bạn có thể viết nó ra được không? Bạn có thể viết nó ra được không? Bạn có thể viết nó ra được không? họ gì chuyên đi có gì ma? Bạn có thể đánh vần từ này được không? Bạn có thể đánh vần từ này được không? Bạn có thể đánh vần từ này được không? Nấy hỏi gì cáiích ni good gì bị ngõ thang ma Bạn có thể giải thích nghĩa của từ này được không? Bạn có thể giải thích nghĩa của từ này được không? Bạn có thể giải thích nghĩa của từ này được không? Ngõ thang ẩm xanh chó. Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không nghe thấy gì cả hay mất gì si? nghĩa của là gì nghĩa của là gì nghĩa của là gì ngõ thép mình tôi không hiểu tôi không hiểu tôi không hiểu. Không cái từ từ. Tôi không hiểu được cụm từ này. Tôi không hiểu được cụm từ này. Tôi không hiểu được cụm từ này. Từ này hậu ma. bạn có khỏe không bạn có khỏe không bạn có khỏe không ngõ hổ hổ tôi khỏe tôi khỏe tôi khỏe ngõ hổ hoi xong tôi cảm thấy rất hạnh phúc Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngọ hổ cười. Tôi cảm thấy rất mệt. Tôi cảm thấy rất mệt. Tôi cảm thấy rất mệt. Ngọ hổ nản qua. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cảm thấy rất buồn. Ngõ hổ phà nộ. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi cảm thấy rất lo lắng. Ngõ cắm mồ. Tôi bị cảm lạnh. Tôi bị cảm lạnh. Tôi bị cảm lạnh. Ngõ cọt tấp ẩm suy phục. Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi cảm thấy không được khỏe. Ngộ dạo hữu to phản nộ. Tôi có nhiều mối lo. Tôi có nhiều mối lo. Tôi có nhiều mối lo. Hổ tam xong. Xin đừng lo lắng xin đừng lo lắng, xin đừng lo lắng, ngộ hậu họ. tôi thấy khát nước, tôi thấy khát nước, tôi thấy khát nước. nị sợn nhẩm mắt nhẹ, bạn có muốn uống gì không bạn có muốn uống gì không bạn có muốn uống gì không ngõ sảng nhẫm sởi tôi muốn uống nước tôi muốn uống nước tôi muốn uống nước Nãy chung gì cháu Bạn có thích uống rượu vang không? Bạn có thích uống rượu vang không? Bạn có thích uống rượu vang không? Dập bụi cà phê. Cho tôi một ly cà phê nhé. Cho tôi một ly cà phê nhé. Cho tôi một ly cà phê nhé. Ngõ sẵn dù cà phê. Tôi muốn uống một ly cà phê. Tôi muốn uống một ly cà phê. tôi muốn uống một ly cà phê. Này chung gì dẫm trà ma? Bạn có thích uống trà không? Bạn có thích uống trà không? Bạn có thích uống trà không? Bạn sáng dẫm trà không? Bạn Bạn có muốn uống trà hoặc nước không? Bạn có muốn uống trà hoặc nước không? Bạn có muốn uống trà hoặc nước không? Ngõ m hậu họ. Tôi không thấy khát. Tôi không thấy khát. Tôi không thấy khát. Nãy cầm man sẵn sạch mắt. Bạn muốn ăn gì tối nay? Bạn muốn ăn gì tối nay? Bạn muốn ăn gì tối nay? Nãy sạch bảo mày. Bạn đã ăn đủ no chưa? Bạn đã ăn đủ no chưa? Bạn đã ăn đủ no chưa? sạch bảo là lá. Tôi ăn no rồi, còn bạn thì sao? Tôi ăn no rồi, còn bạn thì sao? Tôi ăn no rồi. Còn bạn thì sao? Ngọ xỉ ngộ là? Tôi đang đói lắm đây. Tôi đang đói lắm đây. Tôi đang đói lắm đây. Ngộ sởn xịt dẻ. Tôi muốn ăn. Tôi muốn ăn. Tôi muốn ăn. Nãy sẵn sạch mắt. Bạn muốn ăn gì nào? Bạn muốn ăn gì nào? Bạn muốn ăn gì nào? ngõ sạch xa tôi muốn ăn rau trộn dầu dấm tôi muốn ăn rau trộn dầu dấm tôi muốn ăn rau trộn dầu dấm ngõ gì kinh chó tôi đã ăn rồi tôi đã ăn rồi Tôi đã ăn rồi. Ngõ sẵn sạch mìn. Tôi muốn ăn mì. Tôi muốn ăn mì. Tôi muốn ăn mì. Ngõ sẵn dẫm muộn thong. Tôi muốn dùng súp. Tôi muốn dùng súp. Tôi muốn dùng súp. Ngõ ừm thậu ngò. Tôi cảm thấy không đói. Tôi cảm thấy không đói. Tôi cảm thấy không đói. Dạo tham phải mà. Bạn có bảng thực đơn không? Bạn có bảng thực đơn không? Bạn có bảng thực đơn không? Phổ kỳ! Mà phàm bị coi tham phải ngộ thải hạ! Phục vụ! Xin hãy cho tôi xem thực đơn! Phục vụ! xin hãy cho tôi xem thực đơn. Phục vụ, xin hãy cho tôi xem thực đơn. Phổ kỳ, mại tan. Phục vụ, cho tôi xin hóa đơn. Phục vụ, cho tôi xin hóa đơn. Phục vụ, cho tôi xin hóa đơn. 你推薦什麼? Bạn có đề nghị gì không? Bạn có đề nghị gì không? Bạn có đề nghị gì không? Mà phàn chẳng thầy chỉnh đã tìm hóa lệ dược. Vui lòng gọi trước để đặt chỗ. Vui lòng gọi trước để đặt chỗ. Vui lòng gọi trước để đặt chỗ. Câm thiên hệ điểm. Thời tiết hôm nay thế nào? Thời tiết hôm nay thế nào? Thời tiết hôm nay thế nào? vui lọ dưới ma. Hôm nay trời có mưa không? Hôm nay trời có mưa không? Hôm nay trời có mưa không? Công dịch Hổ Diệt. Hôm nay Trời rất nóng. Hôm nay, trời rất nóng. Hôm nay, trời rất nóng. Câm và thai dọn hổ hổ. Hôm nay, mặt trời đang chiếu sáng. Hôm nay, mặt trời đang chiếu sáng hôm nay mặt trời đang chiếu sáng câm nhạc thiên hay hổ hổ thời tiết hôm nay rất đẹp thời tiết hôm nay rất đẹp thời tiết hôm nay rất đẹp nãy sởng mãi mắt Bạn muốn mua thứ gì? Bạn muốn mua thứ gì? Bạn muốn mua thứ gì? Ngõ sẵn mãi gia trang sĩ đề thổ. Tôi muốn mua một tấm bản đồ thành phố. Tôi muốn mua một tấm bản đồ thành phố. tôi muốn mua một tấm bản đồ thành phố ngõ mại tôi hài tôi muốn mua một đôi giày tôi muốn mua một đôi giày tôi muốn mua một đôi giày mà phàn lỏ ly gò bể ngõ thảy hà Vui lòng chỉ cho tôi cái này. Vui lòng chỉ cho tôi cái này. Vui lòng chỉ cho tôi cái này. Giác cùng kỹ to xỉn. Tất cả những thứ này tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Tất cả những thứ này tổng cộng Hết bao nhiêu tiền? Tất cả những thứ này tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Hổ quay à. Cha, giá khá đắt đấy. Cha, giá khá đắt đấy. Cha, giá khá đắt đấy thai quay là quá đắt quá đắt quá đắt ngõ mẫu chín tôi không có tiền tôi không có tiền tôi không có tiền ngõ tiệt chó ngành bao. Tôi bị mất ví rồi. Tôi bị mất ví rồi. Tôi bị mất ví rồi. ngõ sẵn dùng mỹ căm quần ngao lộ. Tôi muốn đổi đồng đô la sang đồng euro. Tôi muốn đổi đồng đô la sang đồng euro. Tôi muốn đổi đồng đô la sang đồng euro. Ngõ trầm nhật cắm mồ. Hôm qua tôi bị cảm lạnh. Hôm qua tôi bị cảm lạnh. Hôm qua, tôi bị cảm lạnh. Ngõ mộ bàn phạt phần. Tôi không thể ngủ được. Tôi không thể ngủ được. Tôi không thể ngủ được. Ngõ cắm mộ, cắt rõ sẹn go sờn dầu. tôi bị cảm lạnh và ho cả buổi sáng tôi bị cảm lạnh và ho cả buổi sáng tôi bị cảm lạnh và ho cả buổi sáng ngõ phạt siêu sam sập cẩu tổ tôi bị sốt ba độ Tôi bị sốt ba mươi chín độ. Tôi bị sốt ba mươi chín độ. Ngõ bèn trỏ. Ngõ cọc tắt hổ xanh phủ. Tôi đang bị ốm. Tôi cảm thấy trong người không được khỏe. Tôi đang bị ốm. Tôi cảm thấy trong người không được khỏe. Tôi đang bị ốm. Tôi cảm thấy trong người không được khỏe. Ngõ kinh thầu thông. Tôi thường xuyên bị đau đầu. Tôi thường xuyên bị đau đầu. Tôi thường xuyên bị đau đầu. Ngõ Thổ Thông, điểm Xuyên Tôi đang bị đau bụng. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đang bị đau bụng. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đang bị đau bụng. Tôi phải làm gì bây giờ? 我希望你早日康复。我希望你早日康复。我希望你早日康复。我希望你早日康复。我皮肤好易过敏。 Da tôi rất nhạy cảm. Da tôi rất nhạy cảm. Da tôi rất nhạy cảm. Nị tư mất dễ quò mạnh. Bạn có bị dị ứng với cái gì không? bạn có bị dị ứng với cái gì không bạn có bị dị ứng với cái gì không nico hải mắt đó là cái gì đó là cái gì đó là cái gì cổng cái là ai vậy? Đây là ai vậy? Đây là ai vậy? Đây là Ai vậy? cái 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 hay Ai, là, ai là chủ của chú chó này ai là chủ sở hữu của chú chó này ai là chủ sở hữu của chú chó này nấy trầu chó mắt bạn đã làm gì vậy bạn đã làm gì vậy bạn đã làm gì vậy nãy hãy pin tàu phan công. bạn đang làm việc ở đâu bạn đang làm việc ở đâu bạn đang làm việc ở đâu Nị cung trọt thai to là Bạn đang làm việc quá sức đấy. Bạn đang làm việc quá sức đấy. Bạn đang làm việc quá sức đấy. Nị điểm chi tàu Làm sao bạn biết được thế? làm sao bạn biết được thế làm sao bạn biết được thế nấy thầm mãn hơi chó pin tối qua bạn đã đi đâu vậy tối qua bạn đã đi đâu vậy tối qua bạn đã đi đâu vậy? Này trời chung đâu pin cò chọc đi Nhà văn yêu thích của Bạn là ai? Nhà văn yêu thích của Bạn là ai? Nhà văn yêu thích của Bạn là ai? đâu chơi Bạn đã pin đâu diễn Bạn diễn viên yêu thích của bạn là ai diễn viên yêu thích của bạn là ai diễn viên yêu thích của bạn là ai trần xin mời vào xin mời vào xin mời vào tránh san muồn vui lòng đóng cửa lại vui lòng đóng cửa lại vui lòng đóng cửa lại tránh chó vui lòng ngồi xuống Vui lòng ngồi xuống. Vui lòng ngồi xuống. Chánh lãng dành. Xin hãy bình tĩnh. Xin hãy bình tĩnh. Xin hãy bình tĩnh. Chánh ngon dành. vui lòng giữ im lặng vui lòng giữ im lặng vui lòng giữ im lặng ừ, hổ còn nhẹ dạ. đừng nói chuyện nữa đừng nói chuyện nữa đừng nói chuyện nữa. Xin hãy lắng Xin hãy lắng nghe. Xin hãy lắng nghe. Xin hãy lắng nghe. Sáng hãy hổ nghe. Đừng làm ồn quá. đừng làm ồn quá đừng làm ồn quá ừ, hổ hàm la đừng khóc nữa đừng khóc nữa đừng khóc nữa nể điểm cãi siêu. Tại sao bạn lại cười? Tại sao bạn lại cười? Tại sao bạn lại cười? Nể tặng ngõ dắt ngõ hổ phải phan. Xin hãy đợi tôi một chút. Tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin hãy đợi tôi một chút. Tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin hãy đợi tôi một chút. Tôi sẽ trở lại trong giây lát. Dâu xích sập phân Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong 10 phút. Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong 10 phút. Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong 10 phút. Ngọ hơi hê -a. Chúng ta hãy đi xem phim nhé. Chúng ta hãy đi xem phim nhé. Chúng ta hãy đi xem phim nhé. Cầm chỉ khóc yên. Hành vi hút thuốc bị cấm. Hành vi hút thuốc bị cấm. Hành vi hút thuốc bị cấm. Ngộ tì dắt xảy hơi a. Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé. Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé. Chúng ta hãy đi cùng nhau nhé. Hàng màn đi la. Là... Xin hãy đi chậm lại một chút. Xin hãy đi chậm lại một chút. xin hãy đi chậm lại một chút. Mm hổ sai thời gian. Đừng lãng phí thời gian. Đừng lãng phí thời gian. Đừng lãng phí thời gian. Chỉnh san nhâm ngọt. Xin hãy tắt nhạc đi. Xin hãy tắt nhạc đi. Xin hãy tắt nhạc đi. Xanh san điện thoại. Vui lòng tắt điện thoại di động của bạn. Vui lòng tắt điện thoại di động của bạn. Vui lòng, tắt điện thoại di động của bạn. Nãy kế xì hoàn chiến bể ngõ. Khi nào, bạn sẽ trả lại tiền cho tôi? Khi nào, bạn sẽ trả lại tiền cho tôi? Khi nào, bạn sẽ trả lại tiền cho tôi? ngó dạo dắt gì tôi có ý kiến tôi có ý kiến tôi có ý kiến tôi có hay dắt có hổ dư gì đây là một ý tưởng rất hay Đây là một ý tưởng rất hay. Đây là một ý tưởng rất hay. Này có một hổ dậu trời kè hòa thầy. Đây là một chủ đề rất thú vị. Đây là một chủ đề rất thú vị. Đây là một chủ đề rất thú vị. Nể kê di hài tím. Bạn nghĩ thế nào? Bạn nghĩ thế nào? Bạn nghĩ thế nào? Ngõ sáng chi nể kê thải phạt. Tôi muốn biết quan điểm của bạn tôi muốn biết quan điểm của bạn tôi muốn biết quan điểm của bạn ngõ tôi không hiểu ý của bạn tôi không hiểu ý của bạn tôi không hiểu ý của bạn này đồng ý mà. Bạn có đồng ý không? Bạn có đồng ý không? Bạn có đồng ý không? Ngõ mẫu cho. Tôi không nghĩ là tôi đã làm sai điều gì đó. Tôi không nghĩ là tôi đã làm sai điều gì đó. Tôi không nghĩ là tôi đã làm sai điều gì đó. còn tắt ngom. Bạn nói đúng đấy. Bạn nói đúng đấy. Bạn nói đúng đấy. Zinh hay cảm cả. nó thực sự là như thế nó thực sự là như thế nó thực sự là như thế ngõ pha chó co tuyến xuân bể nệ Tôi đã gửi cho bạn một tin nhắn văn bản Tôi đã gửi cho bạn một tin nhắn văn bản. Tôi đã gửi cho bạn một tin nhắn văn bản. Nị cô tìm quả kỹ to hồ. Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? Ngõ tìm hóa hoài chó. Điện thoại di động của tôi không hoạt động. Điện thoại di động của tôi không hoạt động. Điện thoại di động của tôi không hoạt động. Phát xăng mê xì. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nấy hãy pin tàu chó Bạn đã làm mất điện thoại di động ở đâu vậy? Bạn đã làm mất điện thoại di động ở đâu vậy? Bạn đã làm mất điện thoại di động ở đâu vậy? Thanh Nhật, tôi sẽ gửi email cho bạn vào ngày mai. Tôi sẽ gửi email cho bạn vào ngày mai tôi sẽ gửi email cho bạn vào ngày mai tôi quên mật khẩu rồi tôi quên mật khẩu rồi tôi quên mật khẩu rồi ngó tôi quên tên của bạn rồi tôi quên tên của bạn rồi tôi quên tên của bạn rồi nầy hay có chuẩn chói bạn ngốc thật đấy bạn ngốc thật đấy. Bạn ngốc thật đấy. kính gìn cẩm cẩm giỡn thùng ngọ cỏn dẻ. Sao bạn dám nói với tôi như thế chứ? Sao bạn dám nói với tôi như thế chứ? Sao bạn dám nói với tôi như thế chứ? ể sư diệ po s ma Bạn có cần sự giúp đỡ không bạn có cần sự giúp đỡ không bạn có cần sự giúp đỡ không để hỏi gì po bon ngõ ma bạn có thể giúp tôi được không? bạn có thể giúp tôi được không? bạn có thể giúp tôi được không? nãy họ gì tả tìm hỏa kêu cầu vụ xe ma bạn làm ơn gọi xe cứu thương được không? bạn làm ơn Gọi xe cứu thương được không? Bạn làm ơn gọi xe cứu thương được không? Tôi không biết, tôi không biết. Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn được. Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn được xin lỗi tôi không thể giúp bạn được di chuyển hải bệnh viện ở đâu vậy bệnh viện ở đâu vậy bệnh viện ở đâu vậy nãy hơi pin bạn đang đi đâu vậy Bạn đang đi đâu vậy? Bạn đang đi đâu vậy? Ngõ gì ca yếu fan ok. Bây giờ tôi phải trở về nhà rồi. Bây giờ tôi phải trở về nhà rồi. bây giờ tôi phải trở về nhà rồi dạo cốc tím hơi đường đến bưu điện ở đâu vậy đường đến bưu điện ở đâu vậy đường đến bưu điện ở đâu vậy sự khẳng ghe dược phòng hải pin Hiệu thuốc gần nhất ở đâu vậy? Hiệu thuốc gần nhất ở đâu vậy? Hiệu thuốc gần nhất ở đâu vậy? Ni cô quẩy dậu dành ma. Có ai ngồi ở ghế này không? có ai ngồi ở ghế này không? Có ai ngồi ở ghế này không? Ngõ dẫu giấc cô mạnh thầy. Tôi có một câu hỏi. Tôi có một câu hỏi. Tôi có một câu hỏi. Ngõ khó gì màn nấrách cô màn thải má Tôi có thể hỏi bạn một câu được không Tôi có thể hỏi bạn một câu được không Tôi có thể hỏi bạn một câu được không Ngõ ẩm tôi không biết tôi không biết tôi không biết ừ, cảnh diệu đừng bận tâm đừng bận tâm đừng bận tâm chẳng to chỉ. xin hãy nói lại lần nữa xin hãy nói lại lần nữa xin hãy nói lại lần nữa tôi mư thầu xin rõ gì n này mà phản tránhh cay chộc tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn bạn cứ tiếp tục đi tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn, bạn cứ tiếp tục đi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn, bạn cứ tiếp tục đi. Nãy thầu xin có mất quả. Bạn vừa nói gì vậy? Bạn vừa nói gì vậy? Bạn vừa nói gì vậy? Này kỳ phân mày. Bạn đã kết hôn chưa? Bạn đã kết hôn chưa? Bạn đã kết hôn chưa? Này dậu nữ phẳng dậu mơ. Bạn có bạn gái chưa bạn có bạn gái chưa bạn có bạn gái chưa nấy dạo nằm hằng dạo ma bạn có bạn trai chưa bạn có bạn trai chưa bạn có bạn trai chưa? Ngõ dẫu dắt cô mộng sởn. Tôi có một ước mơ. Tôi có một ước mơ. Tôi có một ước mơ. Ngõ kem mộng sởn hay lên say cai căng mỹ hổ. Ước mơ của tôi là làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Ước mơ của tôi là làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Ước mơ của tôi là làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Hoạt xe dường bể ngộ. xin hãy vẽ cho tôi một chú cừu xin hãy vẽ cho tôi một chú cừu xin hãy vẽ cho tôi một chú cừu nãy hãy pin bạn đang ở đâu vậy Bạn đang ở đâu vậy? Bạn đang ở đâu vậy? Ngọ yêu cháu là Tôi phải đi rồi. Tôi phải đi rồi. Tôi phải đi rồi. 唔好介意人哋点讲，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔关心，唔 Bất kể bạn có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến nó. Bất kể bạn có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến nó. Bất kể bạn có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không quan tâm đến nó. Ngó dân mẫu bàn phạt quả thực là tôi không làm được cái gì cả quả thực là tôi không làm được cái gì cả quả thực là tôi không làm được cái gì cả nấy kê cươi chỉ hay cho kẻ Câu của bạn sai rồi. Câu của bạn sai rồi. Câu của bạn sai rồi. Ngõ có tắt hổ phù hiệp. Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó